Em hợp tác bán quán trà sữa. Cũng giỏi cái nha. Chỗ mà trà sữa hẻm này là Thiện đã có uống rồi. Thiện đã có uống rồi, tại vì được cái bạn trợ lý của Thiện á giới thiệu là ở đây bán nước ngon lắm. Trà vải, trà đào gì á. Em bán trà đào hả? Dạ, bán trà đào, trà sữa ạ. Em có thể mời anh một cốc trà đào được không? Tiền cho anh hỏi lối vào tim em. Tiền cho anh hỏi lối vào tim em. Tiền cho anh hỏi lối vào tim em. Ôi em ơi, một cốc trà đào tiện cho anh hỏi đường vào tim em. Ghê ghê, làm thơ luôn. Em có hay nấu ăn không? Dạ em hay nấu ăn. Em thích nhất là món gì? Dạ món gì em cũng thích. Món gì em hay nấu nhất? Món em hay nấu nhất là món gà. Gà hả? Dạ. Anh đang cần gà lắm á. Anh tập gym á. Gym mà luôn. Người đàn ông của gia đình rồi, thế nên cái việc mà nấu ăn hay nội trợ thì chỉ biết một xíu thôi. Các bạn không cần biết nhiều. Đó, đấy là gu bạn gái của mình. Bắt đầu thấy thả thính, thả thai. Rồi, bốn chàng trai còn lại ơi, chúng ta hãy cùng nhau thể hiện bản lĩnh của mình đi nào. Bạn đẹp quá, em nhìn. Em đâu nhìn không hả? Nhìn không anh. Lúc nãy giờ trông chờ ánh mắt bạn ấy nhìn vào em mà không có. Em nghĩ sao về một đời người đàn ông cũng thích nấu ăn giống nha? Đó cũng là một cái hay, tại vì người đàn ông có thể nấu ăn cho mình ăn lúc mình đi làm công việc mệt mỏi về thì em thấy cũng rất là dễ thương. Ngọc ơi, Ngọc em có muốn hỏi ai không? Đúng rồi, không muốn hỏi ai. Vậy thì em hỏi anh Hải Kim Cương. Hải Kim Cương. Hồi nãy nghe giới thiệu là thấy ấn tượng rồi đúng không? Sau chương trình này chắc có một biệt danh mới quá. Anh là người miền Bắc anh. Anh là người Hà Nội. Chắc Hà Nội không vội được đâu. Chết rồi. Sao vậy? Sao chết? Em nói thật. Gu của em hả? Thích giọng Hà Nội. Tại vì bình thường nếu như mà em giới thiệu em ở Hà Nội á thì các bạn gái thường sẽ nói là đấy, trà Hà Nội đấy, nghìn năm văn vở đấy. Nên là em hơi bất ngờ khi mà phản ứng của bạn gái, bạn ấy cũng thích một con trà Hà Nội. Đó. Cho phép anh hỏi Ngọc một câu đúng không? Dạ. Ngọc có biết tại sao người ta khen hoa đẹp không? Dạ không. Tại vì người ta chưa gặp Ngọc đấy. Rồi, cái câu này là Hải đã chuẩn bị từ rất lâu rồi và hôm nay gặp đúng đối tượng, thế là quăng thính luôn. Em có một câu em mới nghĩ ra, em muốn tặng cho bạn Ngọc. Ngày còn cắp sách tới trường là ngày đó còn thích học, ngồi cười tiếp mắt với tường là ngày đó thân thích Ngọc. Trời ơi, gieo vần luôn. Trời ơi, dở hoài. Khách mời của tôi là tài năng đầy mình. Thả thính bằng rap mới chịu. Chứng tỏ là Ngọc cũng tạo một cái tần số mà làm cho các chàng trai đây kiểu nóng lên. Cái lượng adrenaline tăng cao và làm cho trí óc trở nên thông minh và nhảy bén hơn. Ngọc có vẻ thích rap nha. Ngọc có bao giờ diễn rap ở sân khấu hip hop chưa? Dạ chưa. Đây là sân khấu đầu tiên em thể hiện rap luôn. Thì cái phần rap vừa rồi của Ngọc là mình ấn tượng lắm. Cái vẻ đẹp của Ngọc á, nó như là tháp Eiffel của Paris vậy. Tại vì tình yêu của tôi dành cho Ngọc chỉ là hợp pháp. Trong rap gọi là punchline á, một phát chết ngay á. Cho anh hỏi bạn này. Bạn Điền đúng không? Dạ. Điền đang học cái gì ạ? Điền đang học gì? Anh học xong rồi, anh học diễn viên. Đầu sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đó, khóa trên em. Dạ, khóa trên em. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Đó. Trời ơi, dễ thương quá. Người ta trông chờ nãy giờ, cái hỏi con câu, cái xong định nhìn qua người khác. Vậy thôi hả? Hỏi tiếp đi. Vậy cho em hỏi là Nam Anh ở đây á, có ngại khi quen một người con gái giọng trầm như em không? Giọng nào cũng được. Ba người kia sao cười không vậy sao? Tại vì khi em giao tiếp cho mọi người á, người ta chỉ muốn làm bạn với em thôi. Dạ. Yeah. Là sao? Cái giọng của em giống con trai quá. Không nha mọi người. Em xin đính chính, viên ngọc của em ngày hôm nay là nữ giới. Dạ. Yeah. Dạ. Và cô ấy đang tuổi thanh xuân rạng ngời nha mọi người nha. Xin mời viên ngọc. Tại vì thật ra do cô ấy bán trà sữa, bình thường bán trà sữa ở ngoài là ê, hai ly trà sữa, ba ly trà sữa là riết nguyên một ngày thì cái giọng nó lâu ngày nó bị vậy thôi. Sau này từ từ cô ấy được dưỡng giọng, được lo lắng thì chắc chắn sẽ mượt mà thôi. Đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Bây giờ vậy nè, hồi nãy á, là lúc đầu á, trong năm bạn khách mời ở đây thì có một bạn có một cái món quà đặc biệt để gửi tặng cho nhân vật chính. Nhưng mà còn dám lại, còn giấu. Thôi thì đã công khai rồi thì phải tặng luôn. Mình có một bài nhạc rất là dễ thương thôi, thì tặng cho Ngọc. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Anh yêu em. Tại câu nói cô khiến người thay đổi, cô khiến từng ngày ấm đẹp ngày chỉ còn trong nỗi nhớ vô tư. Tại câu nói của anh em màu cù tối, cô khiến tình yêu lúc xưa nên tình nhau mãi đi xa.
Suki có phải là muốn nói và câu nói có làm em lung lay, liệu nơi xa đó em có biết tình cảm này. Người ta hỏi anh yêu em sao đúng vậy, tình cảm của chúng mình như smartphone đấy, cũng chỉ vì một cái chạm nhẹ ngón tay. Em có tin vào tình yêu sẽ đánh không, em có tin rằng cuộc sống này màu hồng, tình cảm này sẽ lên nhanh cứ như là thánh gióng, chỉ cần em đồng ý ký giấy lên phù nhớ là xong. That's why. Anh như thằng khờ hay giả ngơ, chỉ vì cái cớ là anh hay đến trễ giờ. Anh không ngại khoảng cách dài hay ngắn, quan trọng là có em mình cùng đi về cơ. Ta sẽ dạo quanh Đà Lạt phố, nắm tay qua bao nhiêu con đường nhỏ, tránh xa thành thị náo nhiệt này chợt chỗ, cùng ngắm hoàng hôn trước khi về giường to. Và yêu em thật là lâu, anh đã chờ em qua bao nhiêu năm tháng dài. Vài câu mông đùa sẽ không làm ta xa nhau, hứa luôn thả tim khi thấy em đang trạng thái. Bác sĩ của em là có 102, em là cô giáo dạy anh cách trưởng thành, lấp đầy con tim này còn đang chống chạy, kéo dài cảm giác yêu này hơn cả vài lý trưởng thành. Nào nào anh cứ như là lạc trong động mơ, bộ não này mơ hồ như đang mất đi động cơ. Góc em trong khung cảnh ở rất là đáng nhớ, anh đã lọt vô khung ảnh của em mới đáng sợ. Bác sĩ này là có 102 nha. Bác sĩ của em cái là có bài 102. Cái bài này là em viết lời rap luôn hay sao? Dạ vâng, bài này là một cái khúc em tự viết ạ. Wow. Hay quá. Cái lời anh nghe được cũng rất là hay. Long mang quà ra rồi, còn ai có tiệc chiêu gì xuất ra liền đi. Em có gì nè? Em muốn rap một đoạn ngắn, một bài em tự viết dành rap cho rap luôn. Wow. Trời ơi. Em rap chay luôn nha, không cần beat. Rap chay luôn không cần beat. Xin mời Huy. Anh là Huy, họ là Trương, đệm là Xuân, nhà anh ở Tít, Bắc Giang. Sao em đi đường này mà anh nhìn thấy chỉ thích cắt ngang. Bắc thang lên hỏi ông trời, cái đồ mê gái có chùa được không? Ông trời ông bảo là không có người chưa được nhưng không phải mày. Nay anh đi học đường này và vô tình gặp em ở đây. Em học trường nào, em có thể cho anh xin nick face. Hey, này em mới quê đâu á, mà nhìn em này xinh quá. Trường anh này cho tan sớm, về cùng anh cho vui nhá. Anh sinh viên bách khoa, học hết kiếm một năm nhất là tốt nghiệp. Nói gì thì nói cái trình của anh nó cứ với gọi là bất diệt. Học không giỏi khối CD nên hơi bê bết, cơ mà khối A thì anh đi xin cần hết. Anh thích khối A vì nó có toán lý hóa, bài tập thì rất giống em vì nó khó tính quá. Nhưng anh thích cái khó vì cái khó lại là cái khôn. Hồi nhỏ thích trời mưa gió vì được nghe nước hôn lên mái tôn. Anh là trai ngoan chính hiệu đấy, trong người chẳng có methanol. Xe này anh mua 9 triệu đấy, em ngồi thử có mê anh hơn. Yeah. Nhìn bề ngoài bộ anh bad boy, yêu anh đi dễ thương quá trời. Nhìn bề ngoài bộ anh bad boy, yêu anh đi dễ thương quá trời. Yeah. Yeah. Anh không học giỏi văn nhưng anh học giỏi hóa. Em nó thích được hỏi thăm vào những lúc mà mệt mỏi quá. Ok ok anh tới liền, ok ok anh tới ngay. Ok ok em muốn gì, anh mua cho em cái bánh mì. Ok ok em muốn gì, anh mua cho em lon Pepsi. Uống một cái là mê ly. Huy ơi, cái bài rap đó em viết trong bao lâu? Hơn một ngày. Huy ơi. Dạ. Cái bạn thú bông cầm nãy giờ đó, nó đang cần tìm tới cái chị chủ của nó đó. Bạn hãy làm đúng mục đích của nó đi nè. Hồi nãy bé có bông này nói với em bảo là anh ơi mang em đến với chị Ngọc đi. Nó nói thầm với em thế. Nên là bây giờ em sẽ mang đến cho bạn Ngọc. Trước khi từ đây đến quận kia thì nó sẽ hát một bài ngắn thôi nhá. Sao bây giờ các bạn trẻ dễ thương quá vậy. Tần số tình yêu, tần số tình yêu em có bao nhiêu, tần số tình yêu, tần số tình yêu em có bao nhiêu. Hôm nay anh tới đây để đưa em về nhà với anh. Em ơi quên đi bao nhiêu câu thề để về nhà với anh. Mình về nhà cùng nhau nha, đừng ngại ngùng, em ngồi ở sau xe, anh sẽ đưa em về nhà.
Em về nhà cùng anh nha, cùng nhau thức đến tận canh ba. Anh sẽ nghe em sẽ chia những điều bấy lâu. Về nhà cùng anh nha. Trời ơi. Ở Huy á thì có tính trẻ con, vui tươi và có sự chân thành ở đó. Điền ơi. Dạ. Không biết là trong tình cảm thì Điền là một người đàn ông như thế nào ta? Em thì hơi nóng tính chút xíu. Em đã thất tình chưa? Dạ rồi. Khi thất tình em làm gì ạ? Lúc đó thì em thường sẽ chạy xe đi lòng vòng. Một mình hay với bạn bè? Em sợ cái cảm giác mình đang tiêu cực á, mình sẽ ảnh hưởng đến người ta. Khi mà ở một mình á thì mình sẽ dễ suy nghĩ hơn là có một người nào tác động vô mình á. Em cũng giống như bạn Điền cũng vậy. Lúc em buồn thì em hay đi một mình và em khóc, giải tỏa nỗi buồn của em. Còn Hải, khi mà mình yêu mà yêu say đắm á thì mình sẽ trở thành một người như thế nào? Với Hải thì mình có thể đến với người mình bất kỳ khung giờ nào, bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ở đâu luôn? Dạ đúng rồi. Bạn giống em luôn. Em thích người ta, em cũng cuồng nhiệt như vậy á. Nhưng mà em chưa được trải nghiệm, tại vì em chưa có người yêu. Em thử tưởng tượng nếu mà... Tưởng tượng luôn. Một cái tình tưởng yêu tưởng vậy phải như thế nào? Anh nghĩ là em không cần tưởng tượng đâu. Em về với anh đi, anh sẽ cho em cả trải nghiệm. Rồi. Tại vì tính của em á, là đụng chuyện là em không biết giải tỏa như thế nào, em chỉ biết khóc thôi. Anh có nghĩ như thế nào về tính cách đó? Cũng chia sẻ với mọi người đấy là Hải là một người rất sợ nước mắt con gái. Khi mà nhìn thấy con gái khóc, mình có cảm giác như mình đang làm thì có lỗi với họ vậy. Và mình rất là dối, mình không biết dỗ dành thế nào cả. Còn với người yêu của mình, khi mà người yêu mình khóc thì Hải sẽ là người bên cạnh người yêu mình. Thì khi mà người kia gục ngã thì sẽ có người còn lại để đỡ lên. Không biết là Hải trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà nó có vẻ như là nhiều kinh nghiệm ghê luôn nha. Thực ra thì cũng 2-3 mối tình thôi. Khi mà xác định tiến tới tình yêu thì Hải luôn luôn đặt một cái tiêu chí đó là chung thủy. Và mình sẽ luôn yêu hết lòng. Em muốn hỏi bạn Long là bạn rất thích động vật, cho nên bạn mới học thú y đúng không ạ? Đúng rồi. Em cũng rất thích động vật. Vậy thì bác sĩ ơi, không biết là cái điều điên rồ nhất trong tình yêu của bác sĩ là gì? Mình cho người yêu hiện tại mình quay lại với người cũ. Cho người yêu hiện tại quay lại với người yêu cũ là cả hai chia tay hay là tại sao? Chị kiểu đó là bạn ấy chưa có rõ cái tình cảm của hiện tại với người cũ ấy. Thì mình cứ ok, em cứ đi về với người cũ đi, rồi xem coi là anh ấy đối xử với em có đúng với những cái mà anh đang làm hiện tại không. Rồi sau đó? Sau đó thì cô đi nước ngoài. Mất bồ luôn. Mất bồ luôn. Một pha xử lý rất lắc léo. Và sau pha xử lý ấy thì cô ấy đi theo người yêu cũ luôn. Đúng đó là sự em? Rộng lượng của một người bác sĩ mà. Cái vấn đề là tại vì mình giữ trái tim của người đó mới là quan trọng, không phải là giữ thể xác. Và bác sĩ là một người rất là lý trí. Mình ấn tượng với một người phụ nữ như thế nào vậy Long? Sẵn hỏi luôn nè. Cô ấy thì cần biết lắng nghe thôi. Và hiểu những cái cách mình đang làm. Có thể là mình không lãng mạn người ta, nhưng mà những cái mình làm là mình sẽ thể hiện ra hết. Em có nhiều tính cách trong người lắm. Đôi lúc thì em rất là cọc. Em đụng chuyện là em cọc liền. Và nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là mình sai rồi. Thì không biết là anh có thể chịu được tính hay cọc giống em không? Cọc bất chấp luôn á. Khi mà em cọc á em có đánh không? Dạ. Đánh cũng cào câu. Dạ không, dạ không. Vậy tính ra thì Ngọc vẫn còn dễ thương khách hàng của mình. Đúng rồi. Hay. Em khó cỡ nào thì anh vẫn chịu được. Đúng rồi. Nãy giờ thì thấy vẫn còn một người muốn thể hiện thêm các cá tính của mình rồi. Ngọc có muốn hỏi Huy điều gì không? Không biết Huy nghĩ thế nào về tình yêu và trong tình yêu á. Kiểu như là giận nhau một câu chuyện gì đó, muốn giải quyết liền hay là mình bỏ đi một nơi khác xong rồi mới giải quyết. Đó. Cách giải quyết khi mà có một mâu thuẫn trong tình yêu của em sẽ hay là gì? Nha, câu hỏi nếu mà khi nha. Khi mà Ngọc giận Huy ấy, Huy sẽ cho Ngọc trải qua cái khoảng thời gian tức giận đấy. Rồi lúc nào Ngọc bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện lại với nhau. Và từ nay Ngọc không cần phải khóc đâu, bởi vì là yêu Huy thì vui lắm, cười suốt ngày rồi. Anh có ba điều muốn nói với em. Thứ nhất là nếu như mà em có cọc tính á thì mình sẽ cọc chung. Bởi vì quan điểm của anh là cảm xúc của mình lúc nào mình cứ bộc lộ lúc đó đi, đừng có giấu đi. Chính vì cái giấu đi á, nó sẽ rất khó giải quyết sau này. Điều thứ hai đó là anh đã chuẩn bị một chàng trai tươm tất, một trái tim gọn gàng để có thể mời em bước vào. Và điều thứ ba, anh biết là em thích rap, anh không phải là rapper, anh cũng không phải là nhà thơ. Nhưng nếu được, anh muốn là chàng trai nắm tay em đến những góc phố mộng mơ. Rồi câu này là đảm bảo là mới luôn, mới sáng tác luôn. Tôi thích cái câu này, tôi thích cái câu một chàng trai tươm tất và một trái tim gọn gàng. Gọn gàng. Ôi ơi. Tức là bao nhiêu mà nhánh cây, nhánh gì mà gần là tôi chặt hết rồi. Nhưng mà nè, nãy giờ em đừng có say quá nha. Nhắc em nhớ là 5 người này trong đó sẽ có một người không yêu.
À, nếu em chọn cái người không yêu đó về chung với em á thì người không yêu đó sẽ được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Tỉnh táo lên em à. Ngọc có lo không? Nãy giờ em có nhắm ai là cái người đó không? Em sợ bị em bị hụt hẫng. Đúng. Bạn ấy là một người khá là dễ tính và không nóng tính quá. Anh đã chờ đợi em 20 năm rồi.